Xin chào tất cả khán giả của ADN Việt Nam Community, mình là Thái Thái. Mình rất vui khi được tham gia buổi trò chuyện cùng Best of ADN VC ngày hôm nay. Mình tên là Nguyễn Ngọc Thái, sinh ngày 4 tháng 9 năm 2001. Mình quê ở thành phố Hồ Chí Minh. Cú hoàng đạo của em là Cung Bạch Dương. Hiện tại em đang làm nhân viên bảo trì cho một công ty. Cấp 3 thì có một bạn nữ, cứ kêu em là Thái Thái mà bạn đó là rớt ngang, thì em cứ lấy cái đó em đặt làm nghệ danh chứ không có nghĩ gì sâu xa. Ngoài em ra thì còn hai bạn nữa, thì một bạn có nghệ danh là Fitro Sichoni, bạn đó tên đầy đủ là Nguyễn Trường Duy, sinh năm 2004 và quê ở Hà Nội. Còn một bạn nữa tên là Yellow Flower, quê ở, hình như là quê ở Nha Trang, cũng sinh năm 2004. Vì những vấn đề lý do cá nhân nên hai bạn đó không thể đến đây trò chuyện cùng em. Tụi mình đối với âm nhạc thì mình tiếp xúc với âm nhạc qua một phần mềm tên là FL Studio Mobile trên thiết bị di động vào cuối năm cấp 3. Còn bạn Di thì hình như làm nhạc được 2 năm. Còn đối với bạn Vinh thì bạn ấy bắt đầu làm nhạc từ cuối năm lớp 9. Sở trường âm nhạc chính của tụi mình là chủ yếu gồm 3 dòng là Future Bay, Future Bomb và Refresh Sea House. Nghệ sĩ truyền cảm hứng cho mình là Walter Robinson. Âm nhạc của anh ấy luôn truyền cho mình một cái năng lượng tích cực nữa. Thì mỗi khi mà em buồn hay là có tâm trạng gì, em luôn tìm tới âm nhạc của Walter. Một ca khúc khiến mình nhún nhảy ngay lập tức là Look at Sky của Walter Robinson. Look at Sky, I'm still... Bỏ khúc này đúng không? Look at Sky, I'm still here, I'll be a nightness. Em hơi ngủ. Em chỉ làm nhạc thôi, em hát không được. Dòng nhạc mình thích làm nhất là gồm hai dòng nhạc đó, là Future Bay và Melodic Dubstep. Mình thích hai dòng nhạc đó bởi vì thì mình chỉ thích thôi. Mình chỉ lên YouTube thì hai dòng nhạc đó chỉ mang cho mình cái hứng thú để nghe hai dòng nhạc đó thôi. Còn mấy dòng nhạc khác thì chừng nào có người giới thiệu hoặc nó hay thì mình có thể nghe. Không có dòng nhạc mà mình không thích, chỉ có dòng nhạc mình không làm được. Chủ yếu là những dòng hao. Môn học là mình ghét nhất thôi. Môn hóa, mình không thuộc bản tuần hoàn hóa học môn hóa. Anh chị của Naki là mấy? 12. Chấp mười lớn nhất của mình là được gặp Walter Robinson, bởi đó là idol mình. 3 sản phẩm của Robinson Việt Nam mình thích nhất là Ngẫu Hứng của Hòa Rớp, I Can Fly You của Hòa Rớp luôn. Và 3 là Tí Âm của Maxi. 3 bài đó chủ yếu thì hợp cái vibe âm nhạc của mình hơn, và nó làm cho mình cảm thấy nó hay và muốn relay lại nhiều lần. Hướng ngoài, em luôn cởi mở và mở là mời các bạn đối với mọi người xem phim. Vì mình lười biếng đọc chữ là mình ngồi xem người ta đọc cho mình coi. Thông minh lắm. Công việc, không có công việc thì tình yêu cũng không có. Dạ ngọt, nguyên nhân của ngọt. Dạ thích chó. Only You và Believe in You thì chọn Only You. Thì Only You là sản phẩm đầu tiên mà 3 người collab lại tạo lên. Và cũng là sản phẩm đầu tiên mà em lên một cái label gọi là có tiếng ở Việt Nam. Làm bản thân với idol. Vì idol của em là nam, 2 tỷ. Em yêu tiền hơn là Martin Garrix. Đi Tomorrowland. Walter Robinson. Cơ duyên đưa mình tới âm nhạc thì vào năm 2014 có chiếm một bảng xếp hạng, trong đó có bài top 1 là của Alan Walker là bài Faded. Và từ đó mình bắt đầu nghe EDM nhiều hơn, và đặc biệt là nghe nhạc của Alan Walker tới bây giờ của mày. Lúc đó là mình 15 tuổi. Ba mẹ mình thường nói là ủa sao mày nghe cái nhạc gì mà ung sùm mà nó không hát cái gì mà mình không hiểu vậy. Thường ngày thì mình dành từng 4 tới 3 tiếng để làm nhạc, còn lại mình đi làm việc. Mình có là người bất chấp tất cả để thay đổi đam mê thôi mà. Thì mình không phải là kiểu người như vậy, lo cuộc sống trước rồi đam mê sau cũng được. Mà cảm xúc trong âm nhạc của ba của tụi mình thì chỉ màu vàng thôi. Bởi vì màu vàng là màu
màu tươi sáng. Thì dòng nhạc của tụi mình thì thường là những dòng nhạc mang những cái vibe mà trong sáng, không có đắt đó. Những năm trở lại đây thì mình thường bị hay bị stress nên bắt đầu nghe nhạc của Booker nhiều hơn. Và bài nhiều nhất mình nghe nhiều nhất là bài Lucas Sky. Có một câu khiến em mà nhớ đến mà dáng nỗ lực: Lucas Sky, I'm still here, I'll be alive, yes yeah, I will make something new. Nó tạo cho em một cái động lực để em cố gắng hơn trong âm nhạc và lẫn đời sống. Thị trường EDM của Việt Nam hiện tại thì bây giờ mình cũng ít nghe EDM của những bạn Việt Nam làm lắm, chỉ số ít thôi. TikTok đang ngày càng phát triển thì với âm nhạc mà chỉ với 15 giây thì không đủ để truyền lại những cái tính nghệ thuật để cho mọi người để có thể cảm nhận được. Thì đó là quan điểm riêng của em thôi. Nếu không nghe EDM của Việt Nam thì mình cũng chỉ nghe EDM của các nước ngoài, đặc biệt là Booker Robinson. Trong nhạc được yêu thích nhất của năm 2022 thì chắc là Color House. Bởi vì mình có kết bạn với nhiều producer và bây giờ họ đang bắt đầu làm Color House nhiều hơn. Cảm xúc của mình khi mình chiến thắng được cái giải Best of EDM VC thì cũng khá bất ngờ. Cũng không nghĩ là mình giành được top 1 nữa. Mình chỉ tham gia cho học hỏi kinh nghiệm thôi. Và cũng không biết là mình được qua được cái vòng sơ loại. Cảm ơn mọi người đã giúp mình có được chiến thắng đó. Trước đó thì tụi mình bị bí đi. Sau đó thì tụi mình có tìm được một bài có một vai khá là giống với bài mình đang làm. Thì đó là bài Center của Booker Robinson. Và mình dựa vào đó một chút ý tưởng thôi để mình tạo nên cái rap riêng cho mình. Còn hoàn thành bài hát, mình hoàn thành nó mất rồi một tháng. Khó khăn là thuận lợi. Khó khăn thì chỉ duy nhất một vấn đề thôi, là vấn đề địa lý của ba tụi mình. Ba tụi mình ở ba vị trí khác nhau nên làm việc online khó có thể hợp tác mà đạt được cái năng suất cao nhất. Ba tụi mình cùng collab với nhau trên một con chat thì ba cái đầu nó sẽ thuận lợi hơn là một cái đầu làm chắc đó. Ca khúc gây ấn tượng nhất đối với mình là bài Top 3, bài Wild Love của Sapboy, ATK, Votep, còn một người nữa em không nhớ tên. Trong 10 bài thì chỉ có một bài đó là mang hơi hướng là dubstep. Nó khác so với lại 19 bài còn lại. Best of ADMVC thì đó là một sân chơi cần thiết cho những anh em rồi sơ hiện nay. Thì hiện nay thì có nhiều chương trình về rap, về nhảy, về hát, nhưng ít có chương trình, có sân chơi nào dành cho những bạn music producer mà sức âm nhạc của mình trong tương lai. Mình vẫn chưa có ý tưởng là thay đổi nó, vì mình vẫn đang học và đang cố gắng làm tốt nó hơn. Về sản phẩm sắp tới của mình thì nó mang hơi hướng Future Bay và mang những vai Future Bay năm 2018-19. Bài hát đó được release trên Vozone Record vào ngày 24 tháng 6. Mong các bạn sẽ đón nhận. Một điều mà mình muốn nhắn gửi cho các bạn thí sinh của muốn tham gia Best of ADMVC những mùa sau thì cứ thử đi, vì có thể bạn may mắn giống mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi buổi phỏng vấn của mình cùng với Best of ADMVC. Và mọi người đừng quên là theo dõi cuộc bình chọn tại ADM Việt Nam Community. Và hẹn mọi người vào các dự án sắp tới của tụi mình. Tạm biệt.